Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 21. Xuất hiện thêm một cặp chị em em trong Liên Quân. Hầu hết mọi người đều biết đến cặp đôi chị em vô cùng thân thiết đến lạ lùng là Dexter và Sinatra. Thế nhưng ít ai biết rằng ngoài hai vị tướng này ra còn xuất hiện thêm một cặp tướng có mối quan hệ vô cùng mật thiết không kém gì hai vị tướng trên, đó là Ari và Aoi. Được sinh ra tại đảo Sương Mù, cả gia đình Aoi có một cuộc sống hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ. Thế nhưng khi lên 7 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra. Trong lúc ba của cô nàng đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài thì một người bí ẩn đã đến và bắt đi người mẹ thân yêu trước mặt cô. Từ đó trở đi, vì tự trách bản thân quá hèn yếu và không thể bảo vệ được người mẹ trong đêm đó, nên Aoi đã cố gắng luyện tập nhẫn thuật và sức mạnh với mong muốn cứu mẹ của mình. Biết được biến cố này, Ari, một ninja tàn nhẫn trên chiến trường, nhưng lại vô cùng thương xót cho số phận của cô gái bé nhỏ. Vì để giúp Aoi quên đi nỗi đau thương, Ari đã ở bên chăm sóc và truyền dạy như một người thầy, đến mức Aoi không thể khóc trước mặt ai, nhưng cô bé lại có thể rơi lệ trước vòng tay của Ari. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 22. Quá khứ đau thương và hoàn cảnh ép buộc khiến vị tướng Volcat trở thành chúa tể ác ám, là một trong những thánh tộc có trí tuệ xuất hiện sớm nhất trên đại lục Athanor. Chỉ vì điều lực ánh sáng và sự thành lập của tháp quang minh mà các sinh mệnh trí tuệ như Volcat bị ép phải rời bỏ quê hương đến một vùng đất xa lạ sinh sống. Những người chống lại lệnh này đều bị giết, thậm chí là cả gia đình đều bị thảm sát vì bọn người tháp quang minh cho rằng đây là mầm móng tai họa trong tương lai. Trong suốt thời gian tiếp nhận sự giáo dục từ người thầy Eras, Volcat luôn cảm thấy khó chịu và mong muốn rời khỏi nơi đây trở về quê xưa. Trong quá trình thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình, Volcat đã sử dụng sức mạnh to lớn để đánh bại và giết chết đại sư Eras. Điều này dẫn đến sự trả thù điên cuồng của bọn người tháp quang minh. Cuộc truy sát diễn ra khắp mọi nơi trên cả lục địa khiến Volcat vô cùng khổ sở vì bị ép đến bước đường cùng. Hắn đã tiến sâu vào khe nước vực khổ mang và từ đây hắn trở thành bá chủ với sự hình thành của chủng tộc mới là ma tộc. Vì thù xưa mà Volcat đã không ít lần đem quỷ dữ khát máu nơi đây gây ra các cuộc chiến tranh trên khắp các lục địa với mong muốn lật đổ tháp quang minh, trả thù cho những thân tộc của hắn từng bị giết hại bởi bọn người này. Bên cạnh đó, gần đây xuất hiện một vị tướng với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ẩn sâu bên trong cô nàng lại sở hữu một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Thậm chí khi nhắc đến ai cũng phải nể sợ Celica Điếm Cừu. Đừng thấy vẻ bề ngoài ngây thơ xinh đẹp mà dễ bắt nạt, khi cô nàng tức giận có thể còn đáng sợ hơn cả bọn quỷ vực khổng mang đấy. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 23. Những vị tướng sở hữu kỹ năng bị ghét nhiều nhất trong Liên Quân. Khá bất ngờ khi biết Jeep là một trong những trợ thủ cực kỳ khó chịu khi sở hữu bộ chiêu thức bá đạo. Nổi bật lên đó không thể không nói đến skill Liên Quân khí thôn. Đây có lẽ là chiêu thức tạo nên tên tuổi của Jeep với khả năng hút đồng đội và lính vào trong bụng của mình. Chắc hẳn những ai đã từng đối tàu với Jeep đều cảm thấy cực kỳ khó chịu khi không thể làm gì được vị tướng này. Đây chính là lý do mà nhiều game thủ rất ghét chiêu thức khí thôn. Bên cạnh đó, với khả năng kéo đối phương về phía mình và bắt đầu ăn mạng, Crash luôn khiến nhiều người chơi ghét bỏ. Tuy vậy, anh chàng vẫn luôn được ưa chuộng trong các trận đấu hạng. Và chắc chắn rằng khi nói đến Crash thì không thể không nói đến chiêu thức xích ma quái. Chiêu thức này khiến Crash tung xích kéo mục tiêu đến trước mặt gây sát thương. Ngoài ra bồi thêm hai chiêu thức cũng cực bá, còn lại khiến mục tiêu không thể làm gì, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ để Crash sâu xé đến chết. Thậm chí vì chiêu thức này mà khiến nhiều game thủ khi đối đầu với Crash còn cảm thấy cực kỳ bức xúc. Nếu hắn đã chốt một ai trong trận đấu thì hắn ta sẽ núp bụi cùng với đồng đội của mình, kéo họ vào trong đó để người bị kéo có thời gian tâm sự mỏng vài chục giây trên bảng điểm số. Và đó cũng là lý do vì sao những dòng chat chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng luôn xuất hiện trong những trận đấu cùng với Crash, quả là cái đồ đáng rét mà. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 24. Sở thích đáng sợ của vị tướng Jaffis và mối quan hệ bí ẩn nhất trong Liên Quân. Là một tử thần kiệm lời, toàn thân Jaffis được bao phủ bởi làn xương giá lạnh và đây chính là những oan hồn vất vưởng không được siêu thoát được hắn thu thập từ dương gian để mang về địa phủ. Bởi vì sau khi chết đi, có rất nhiều linh hồn trở thành ác linh đi quấy phá và gieo rắc nỗi sợ hãi lên loài người. Tuy được xem là một vị tử thần trừng trị cái ác, nhưng ít ai biết rằng con người thật của vị tướng này lại vô cùng đáng sợ. Vì có quyền lực và sức mạnh trong tay, Jaffis đã làm lên nhiều chuyện tàn ác đối với những linh hồn mà hắn đã bắt được. Những linh hồn này không hẳn tất cả đều là ác linh, nhưng vẫn bị Jaffis mang ra trừng phạt dày xéo và nhận một kết cục vô cùng đau đớn, khiến cho họ bị đánh bay hồn phách và tan biến mãi mãi. Bên cạnh đó, Crash gã quỷ đói lại có mối quan hệ khá thân thiết với vị tướng Jaffis, vì để làm giảm cơn đói bất diệt của mình mà hắn thường xuyên đến nơi Jaffis hành hình mà xin những oan hồn này làm thức ăn. Những linh hồn xấu số rơi vào tay gã quỷ này đều bị ngấu nghiến cắn xé vô cùng thống khổ, nhưng đối với Jaffis và Crash đây lại là một sở thích thú vị. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 25. Hé lộ con người thật của vị tướng Gishi và bí ẩn đáng sợ trong khu rừng Nguyên Sinh, được xem là một thế lực vô cùng ôn hòa và thân thiện nhất so với các thế lực khác còn lại trong Liên Quân. Đứng đầu của khu rừng này là nữ vương tinh linh theo Anas, người đã giết chết chúa tể hắc ám Volcat, giải cứu thế giới khỏi cuộc thảm sát mang gợ của binh đoàn quỷ dữ vực hỗn mang. Thế nhưng ít ai biết rằng từ sau khi vị nữ hoàng này chìm trong giấc ngủ ngàn năm thì tại khu rừng Nguyên Sinh lại xảy ra vô số những sự kiện đáng sợ.
Một trong số đó là cuộc chiến đẫm máu được gây ra bởi binh đoàn quỷ dữ vực hỗn mang. Để trả thù cho chúa tể hắc ám bị Theoanas bắn chết, bọn quỷ nơi đây gần như mất kiểm soát và tàn bạo hơn bao giờ hết. Chúng tấn công thẳng vào khu rừng ra sức giết chóc đốt phá tất cả mọi thứ. Chứng kiến sự tàn bạo này, Rishi đã đứng lên kêu gọi những sinh linh thuộc khu rừng nguyên sinh chiến đấu và đẩy lùi ma tộc. Trong cuộc chiến này, Rishi đã lộ lên một con người thật vô cùng đáng sợ của mình. Cô nàng thẳng tay tàn sát rất nhiều quỷ dữ và thậm chí là xé chúng ra thành từng mảnh nhỏ. Cơn khao khát chiến tranh trong người Rishi gần như được thức tỉnh vì sự phẫn nộ. Dù hòa bình đã trở lại trên khu rừng nhưng tất cả những sinh linh sống tại đây vẫn không quên được vẻ ngoài đáng sợ của vị tướng Rishi sau cuộc chiến trên.